Thời gian qua, thông tư và nghị định đã được ban hành nhằm tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc, thiếu thiết bị y tế xảy ra ở các bệnh viện. Thế nhưng tình trạng thiếu thuốc và thiết bị y tế vẫn đang diễn ra âm ỉ, dù ngành y tế của các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ. Đó là những vướng mắc trong việc đấu thầu, mua sắm thuốc và thiết bị y tế ở các cơ sở y tế công lập. Trong đó, tâm lý sợ sai đang khiến việc mua sắm không đáp ứng kịp nhu cầu. Đây sẽ là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Đầu năm 2024, Trạm Y tế xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lên kế hoạch dự trù khoảng 70 loại thuốc trong danh mục bảo hiểm. Nhưng đến nay, số thuốc đơn vị này được cung cấp chưa đầy một nửa. Các nhóm thuốc cơ bản như kháng sinh, kháng viêm, đường tiêu hóa đều thiếu. Nên dù mắc một số bệnh thông thường, đơn giản, nhưng để có thuốc bảo hiểm, người dân phải lên tuyến trên. Hầu như năm nào ở Trạm Y tế Tùng Lộc cùng làm cái tờ trình và làm cái dự trù bán trâu để cung ứng thuốc lên cho tuyến huyện. Nhưng mà thì theo hàng năm thì cái nhu cầu cấp phát thuốc của tuyến trên xuống cơ sở thì cũng vẫn không đủ anh ạ. Đây cũng là tình trạng đã diễn ra trong một thời gian dài tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Hương Khê. Ngoài thuốc gây hướng thần gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền không có do công tác đấu thầu, thì bệnh viện còn thiếu 4 trên 13 nhóm thuốc gồm kháng sinh, tim mạch, xương khớp, tuần hoàn não và một số vật tư y tế do không có tiền chi trả cho đơn vị cung ứng. Cũng rất lớn đến quá trình điều trị bệnh viện những cái bệnh mà không có thuốc đáp ứng thì phải chuyển lên tuyến trên và cũng gây một cái áp lực cho các cái tuyến trên và ảnh hưởng đến cái nguồn thu của bệnh viện. Tình trạng thiếu hóa chất sinh phẩm và máy móc cũng đã kéo dài một thời gian ở nhiều bệnh viện công tại Đà Nẵng. Nhiều bệnh nhân đã lựa chọn bệnh viện tư thay vì bệnh viện công. Tại các cơ sở thì chưa đáp ứng được các trang thiết bị y tế để phục vụ cho việc chẩn đoán cận lâm sàng. Ví dụ như là đo thính lực cho trẻ hoặc là đo điện não đồ ở trẻ em cho những cái phục vụ cho các bác sĩ, thì cái đấy thì bác sĩ phải chuyển cái chuyên khoa đến cái chuyên khoa. Thì mong cái thời gian tới thì có những trang thiết bị mà được đầu tư thì cái này phục vụ cho thuận tiện cho người bệnh, để tránh cái di chuyển phiền hà cho người bệnh. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế công lập tại Đà Nẵng đã tiến hành mua sắm thuốc và trang thiết bị theo kiểu cầm chừng. Vướng mắc chính là cơ chế chính sách, khung pháp lý để tổ chức thực hiện chưa đồng bộ, rõ ràng, khiến các đơn vị lo sợ làm sai quy định. Cũng mong rằng là thành lập một cái đơn vị trung tâm đấu thầu quốc gia đi, của thành phố Đà Nẵng đi, giúp cho chúng tôi sẽ hút ứng thuốc gì, ứng mua máy gì thì đưa cho trung tâm đấu thầu. Họ làm chuyên môn hơn. Chúng tôi là bác sĩ, bây giờ làm gì cũng sợ. Mà nhìn thấy lúc đấu thầu mới ra đời, nghị định chưa có, thông tư chưa có. Thế bây giờ mua sắm thì chúng tôi học lại từ đầu rồi. Như vậy thì thời gian mới làm chuyên môn. Đây là việc làm, là gọi là làm việc vì việc chung đây, còn thực sự là đêm ngủ không yên. Báo cáo với các anh chị như vậy. Bởi vì rất lo không biết có chuyện gì xảy ra không. Nó có cái yếu tố bây giờ, mua sắm bây giờ có một cái yếu tố nào đó, cả 6.000 mặt hàng như vậy. Nó đưa một cái thông số nào đó vào, làm sao mình kiểm soát được hết. Rồi giá cả nữa. Để an toàn, hiện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đang phải hỗ trợ cho các đơn vị trong việc mua sắm. Đơn cử như thuốc, dù phòng nghiệp vụ dược của sở chỉ có 3 người, nhưng với gần 6.000 loại thuốc, cùng kinh phí là 6.200 tỷ nên phải huy động nhân sự kiêm nhiệm. Với tình hình hiện nay, nếu không có những hướng dẫn cũng như quy định rõ ràng về công tác mua sắm thì tình trạng thiếu thuốc và thiết bị y tế như ở Hà Tĩnh hay ở Đà Nẵng chắc chắn sẽ còn tiếp diễn.